nhanh đi con. Trời ơi mày, đàn ông thanh niên gì mà mày đi gì mà chậm hơn già nữa. Tới chưa bà? Tới rồi. Tới đảo rồi nè. Thì đó bà coi trong bản đồ coi ông nội gì vẽ lại sao. Cái này là ông cố. Hồi đó ông cố không vẽ. Ông cố rồi mới truyền qua cho ông nội. Ông nội tìm không được mới truyền qua cho ba. Ba tìm không được nữa rồi bây giờ mới tới con nè. Bây giờ con còn nhỏ, đầu óc con còn sáng suốt. Con đi kiếm đi. Mà con không hiểu nổi ba luôn á. Đi tìm kho báo mà đòi cái nón gì đi Vũng Tàu vậy ba? Trời ơi, mình nghĩ sao gì ra đây có nhà có cửa gì đâu mà đổi che nắng ít chứ đen. Ít nhất đi Đà Nẵng giống con chứ. Thôi mày dân du lịch rồi tao không nói. Giờ kiếm đi. Con nè, đọc coi. Sao? Từ cái điểm này bước tới 3 bước. Bước tới 3 bước. 1 2 3. Bố đọc 3 bước rồi đó. Con quên xác định cái điểm đứng nữa. Cái điểm đứng là một cái cục đá. Ba tìm thử coi. Trong đấy nó là phải xác định điểm đứng là từ một cái cục đá có rất là nhiều những cái cành cây bao phủ che hết luôn. Cục đá màu xám. Nè trong hình nè ba tìm đi ba. Nhưng mà cây bao phủ hết ba. Cây bao phủ. Bao phủ có cục này thôi. Cục này cũng có cây. Thôi không có cây. Hình như là cục này nè ba. Ba nhìn nè. Ừ đúng rồi. Nói thấy ba. Chưa, thấy chưa? Hay ông, quá. Ông cố mà nó họa sĩ mà. Thiệt luôn ấy. Du lịch Vũng Tàu. Ông cố giỏi quá ba. Rồi sao con? Sao con? Đi đây. Đứng đây. Tới 3 bước. Tới 3 bước. 1 2 3. Rồi sao nữa? Phía dưới chân sẽ có một vật kim loại. Kim loại ba ơi. Tới rồi hả? Tìm đi ba. Mò đi. Không mò đi ba nhắm mắt à. Ba nhắm mắt à. 1 ba ơi. Thấy chưa? Trời ơi. Trời ơi. Cô ơi, hãy cho con giàu con. Cô ơi. Theo ba nghĩ là ngày xưa là chắc ông vua hoàng hậu gì đeo nè. Hoàng hậu hả ba? Ừ. Hoàng hậu á màu đỏ. Cầm đi. Dạ. Cầm đi. Tiếp. Có rồi, thấy chưa? Vị trí hiện tại, bước sang trái, 2 bước. Trái 2 bước. 1 2. Sao nữa? Dạ. Mò trong đây ghi đây là chỗ mà ông cố thường đi vệ sinh. Vậy là mò trúng cục gì chứ? Không biết nữa nhưng mà ông cố nói là dưới đây ông cố cũng có giấu một vật gì đó. Sao ông cố mày ác vậy, giấu cái chỗ mà đi vệ sinh? Ba tìm đi. Mày tìm đi. Của ông nội ba mà. Tìm cái gì mà cái chỗ vệ sinh. Chắc hồi đó ông ngồi hai cái chân ông để đây quá. Đúng rồi, ba tìm đi đó. Cẩn thận. Phía trên hơi mềm, phải đâm sâu vào phía dưới mới cứng. Đây nè. Có vật kim loại phía dưới ba, sâu vô, sâu xuống dưới ba. Ê, qua cái chỗ mềm mà con. Có ba. Qua cái chỗ mềm mà. Ê, tới chỗ cứng. Trời ơi. Trời ơi, ông nội giấu nhiều quá ba ơi. Cái này là hoàng hậu nè, cái này gì ba? Cái này chắc ông thái giám quá. Thái giám đó ba. Sao nữa. Tiếp đi. Từ vị trí hiện tại quay sang phải. Bước thẳng 5 bước. 1 2 3 4 5. Sao nữa. Chỗ này là chỗ mà ông nội cũng thường đi vệ sinh nữa ba. Vệ sinh dơ tùm lum chỗ hả chị? Ông cố đi vệ sinh tùm lum chỗ ba ơi. Bây giờ tìm luôn đi ba, cũng đâu ở dưới đó đó. Cái chỗ hồi nãy mày mò, mày lựa mấy cái chỗ vệ sinh mà bắt ba mò. Thì ba tìm đi, của ông nội ba mà. Gì vậy ba? Con cua kẹp hả ba? Gai. Trời ơi. Con tưởng ba đi Vũng Tàu bị con cua kẹp chứ. Ừ, cái chỗ gì mà nó gai không à. Ba ơi cẩn thận nha ba. Con cua mà cắn ba là có rồi. Vàng này con xài một mình không hết đâu ba. Trời ơi. Cái gì vậy ba? Cái này cái gì đây? Sao giống cái đồ làm neo quá ba. Ông nội hồi xưa cũng làm neo ba ơi. Hồi xưa ông nội tao làm neo. Làm neo mà còn giấu ở chỗ đi vệ sinh nữa. Ông nội thiệt là sáng tạo. Không phải. Cái này nè con ơi, trời ơi. Cái này là hình như là để bà hoàng hậu quýnh vô mặt con vua á. Wow, vậy là hoàng hậu thái giám vua. Vua chưa có ba ơi, vậy là chắc chắn cái cuối cùng là của vua nè ba. Kiếm vua đi. Lùi về sau 4 bước. 3 2 3 4. Tìm đi ba. Tìm cái gì?
Tìm đi, ông nội nói ở đây có một cái vật bự nhất luôn. Con tìm mình nói nghe. Dạ. Ba tìm bên này. Ê, có cái nắp nè. Cái nắp hả ba? Cái nắp này để làm gì? Vậy là ở dưới đó còn nữa đó ba, đào sâu xuống đi. Chắc chắn là phải có cái hũ. Cái hũ? Để cái nắp đẩy lên đúng không? Đúng rồi ba. Đó, nó có phải có đực, có cái đực. Có khi nào là cái hũ ông nội hay, ông có nội hay đi vệ sinh vô không? Không quá, vệ sinh lấy chi? Vậy tại sao ghi vô đây một cái hũ bự? Dưới cục đá ba ơi. Ông nội có vẽ cục đá nữa nè, nãy giờ con quên. Rồi. Có thể là cái này không? Ba ơi. Mày nói lên đi, ba móc cho. Lẹ ba ơi. Gần. Ba ơi. Chắc con mình đổi đời rồi. Ba ơi. Hủ đi vệ sinh con có nội tôi. Chào rồi. Cái này bán nhiều tiền quá đó ba. Không phải đâu con ơi, ba nhìn đi. Gì ba? Vàng không? Ôi. Vàng thiệt chứ không phải vàng của ông cố đâu con. Giàu rồi ba ơi. Bỏ mấy cái đó vô. Giấu đi ba. Ông cố mày cũng biết đánh lạc hướng nữa. Giấu đi ba. Trộn. Hôm nay còn không? Còn nhiều lắm. Ba nghĩ là còn rồi đó. Còn ba. Từ vị trí này bước thẳng lên 3 bước. 1, 2, 3. Đào ngay dưới chân ba ơi. Trời, đào đi con. Đào đi. Ba chịu hết nổi rồi. Thôi, bây giờ ba đang suy nghĩ là mình cất cái biệt thự kiểu nào hay cho con mình ở cho nó đã. Hay con cũng muốn xây hồ bơi trên sân thượng hay là xây hồ bơi ở tầng lửng. Thôi mỗi chỗ một hồ bơi nha. Ê, đâu vậy? Mời ba đứng yên như ba. Sao vậy? Một rương á, bự lắm hả? Ba không dám nhìn đâu. Ba kỳ lắm á. Dạ bự lắm ba ơi. Bự lắm phải không? Dạ nó nổ cũng bự lắm. Ủa cái gì nổ bự? Dưới chân ba. Ba đạp nguyên trái bơm luôn má. Mày mày. Cái tàn tích của chiến tranh. Ba. Trời ơi ông cố ơi, ông nội ơi, sao mà ác vậy? Bình tĩnh ơi. Con nghĩ đây là trái bơm mà ông cố nội đào chôn ở đây để giống như là. Mày nhìn kỹ có phải trái bơm không? Bơm đó ba ơi, nó có ghi số hiệu đúng mà. Trời ơi chết rồi. Lấy được cái hũ vàng này rồi con đảm trái bơm nó nổ bánh xác. Làm sao xài? Thôi mà ba đừng có lo lắng mà. Mày sao mày coi bản đồ sao kỳ kỳ vậy? Đứng đây. Ba coi bản đồ đi. Rồi nãy đứng đây. Đi lên 3 bước. Đó nè. Ông nội mày, mày ham vàng quá mày không thấy. Đâu, hình nguyên cái đầu ông nội lắc lắc nè. Chỗ này có gật đầu nè. Thì đã chỗ này có nhưng mà để cái dấu chéo nguyên cái đầu lâu là cái chỗ nguy hiểm. Ủa con tưởng ông nội vẽ cái mặt ông nội, con tưởng là đúng rồi. Chỗ này có nè. Đâu có biết cái đầu lâu. Cái thằng như bây giờ làm sao đạp trái mìn này dở lên một cái là nó nổ banh xác. Thôi bây giờ ba bình tĩnh đi, ba đừng có rối nữa làm con rối nè. Chết tới nơi mà sao không rối. Nè bây giờ ba cầm bản đồ nè. Ba tìm đường về đi. Cầm bản đồ rồi tao tìm đường về. Tao khỏi cần cầm bản đồ, tao về cũng được nữa. Mà quan trọng cái chân tao rút lên không được. Con đi về báo cho hàng xóm biết là mình tìm được cái gì chứng của ông nội rồi. Cái vật của ông nội nè. Rồi mày móc vàng ra đi, rồi mày bỏ cái hũ cốt tao vô trọng. Chứ bây giờ ba muốn sao? Phải một người sống mới xài được chứ. Trời ơi, làm sao đây? Thôi, được rồi. Con về báo cho dòng họ nội ngoại biết đi. Bây giờ ba chấp nhận ở đây. Hy sinh đời ba đi, củng cố đời con. Phát cho ba ôm con lần cuối đi. Ba cũng thương ba quá. Ba cũng thương con nhiều lắm quá ơi. Cảm ơn ba. Cuộc đời hai cha con mình kể từ đây đã chấm dứt. Ba, đi đâu vậy ba? Tao đi về. Ba. Mày bước chân lên đi, nó nổ banh xác mày đó. Ba. Đồ con bất hiếu. Ba. Ba cái gì? Tét, tét hả con? Ừ, cho mày tét luôn. Rồi sao con xài tiền? Đưa tiền ra tao xài cho. Xài tiền mà bị tét hả? Tao xài. Cho mày thấy được cái cảm giác mà bị bỏ ba mày ở trên quan đảo này đạp cái trái miệng. Con xin lỗi ba. Cứu đi ba. Bây giờ làm sao? Ôi, bây giờ sao đây? Có chết thì cha con mình cùng chết chung. Thôi ba, vậy là... Tao đạp bên, mày đạp bên. Hai cha con mình
Có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Con cũng không nỡ bỏ ba mà ba cũng không nỡ bỏ con. Dạ. Giờ về đi, nhấn nó xuống cho nó sâu xuống, biết đâu sâu xuống dưới nó dính, nó không nổ thì hai cho con mình về. Dạ. Còn không là chắc phải đứng đây hoài suốt kiếp. Dạ. Một, hai, ba. Còn một miếng cuối cùng. Ba ăn con, ba đói dữ lắm rồi. Ba ăn đi chứ bịch bánh đó ba có cho con ăn miếng nào đâu. Mày xạo, mày ăn hai miếng. Ăn bánh đi rồi khát nước. Bây giờ nó còn chút xíu nước thì sao mà uống. Ê, ba có con người rồi con. Chú ơi, chú ơi. Anh ơi. Hả? Hai người kêu tôi có gì không? Ê, chú ơi. Cứu tôi với anh ơi. Cứu tôi với, cứu cha con tôi đi. Tôi hai người bị gì? Nói đi, hai người bị cái gì? Cha con tôi lên cái hòn đảo này đi tham quan mà không ngờ đạp trúng trái mình. Bây giờ cha con tôi mấy trời ngày nay ở đây không dám rút cái chân lên, sợ nó nổ. Trời đất ơi, hai người cũng rảnh ghê, bao nhiêu chỗ địa điểm đẹp tham quan không chịu đi. Đi vô cái đảo này là cái đảo chết chóc. Tôi nói cho hai người biết, cái đảo này ngày xưa là tàn trữ di tích chiến tranh này nọ, bom mìn là nằm một đống ở đây. Phủ quê luôn. Vô đây chứ bây giờ đập mìn cho bây giờ không có đường thoát luôn nè. Ông mới có nghiệp á, biết thì lên báo nói cho người ta biết, người ta né. Biết không nói gì ai, sao ai mà né được ba. Thôi bỏ đi con. Chôn mấy cái bơm nghiệt ngã. Ủa? Bây giờ làm sao về? Chú ơi. Hỏi tôi. Chú ơi, chú đi đâu vậy? À, tôi á là đã, tôi đi ra ngoài đất liền để tôi đi mua đồ ăn về, tôi dự trữ cho nhà của tôi. À, mua lương thực về cho nhà. Ừ. Nói nghe nè. Hả? Có đồ ăn gì không chia cho cha con tôi bớt ơi, cha con tôi đói quá. Ừ. Đồ ăn thì có rồi đó, nhưng mà tôi có mang cho nhà của tôi. Thôi về đây. Chú ơi, chú giúp đỡ tôi đi. Chú chia lại cho tôi ít đồ ăn đi. Tôi đưa tiền cho chú. Cực chú về đất liền chú mua cái khác. Tiền với tôi không có thành vấn đề, nhưng mà thiệt sự mày đi, thêm đi. Thức vô đi thiệt. Biết là tiền không thành vấn đề rồi, nhưng mà thêm để chú mua nhiều về cho gia đình chú ăn. Nhưng mà tại vì gia đình tôi cần đồ ăn hơn cần tiền, hiểu không? Biết rồi, nhưng mà phải có tiền mới mua đồ ăn đúng không? Cầm tiền đi rồi chạy về đất liền mua đồ ăn là mắc nghẹn quá. Hai người làm tôi khó chịu quá thiệt sự, là tại vì tôi thấy hai người đáng thương, tôi tội nghiệp thôi, với tiền với tôi là không có quan trọng đâu. Đúng rồi, đánh đi. Cảm ơn chú. Cuộc đời của hai cha con tôi gặp chú là điều may mắn lắm á. Thôi nè, đó, tôi mua đồ ăn lương thực cho nhà của tôi, mà bây giờ tôi thấy hai người vô cái hoàn cảnh như vậy á, tôi mua này nó cho hai người đó, chứ thiệt sự tôi không có cần tiền đâu. Trời ơi, cái này là bây giờ là đối với cha con tôi nó còn hơn vàng bạc nữa chú ơi. Bà ơi, bây giờ ăn bánh xong khát nước á, mình hết nước luôn rồi. Thôi cố gắng chịu số phận này đi. Chúc hai người sớm về miền cực lạc. Anh ơi, chú ơi. Nhịn đói có thể nhịn được chứ nhịn khát không được đâu chú ơi. Tại sao đòi hỏi quá vậy? Anh còn bánh còn nước gì không? Còn nước không chú? Trời ơi, tôi đi mua đồ ăn là tôi phải mua luôn thức uống cho gia đình của tôi chứ. Có nước luôn. Nước luôn hả? Có luôn nhưng mà phải mang về cho gia đình của tôi. Có nước mà tôi hết tiền rồi. Hết tiền. Nữa tôi nói với anh bao nhiêu lần, thật sự là tôi không có cần tiền. Tôi chỉ muốn gia đình tôi hạnh phúc thôi, tôi mang nước về cho gia đình của tôi, chào tạm biệt. Khoan, chú ơi. Gì nữa? Nó nghe nè. Mình ở đây, chứ như mình không biết thời gian mấy giờ bây giờ đúng không? Đúng rồi, ở đây không biết thời gian gì hết. Trời, cái đồng hồ này quý lắm. Tới mấy triệu lần đó. Tới mấy triệu thì cất giữ đi trời ơi. Coi giờ chừng nào biết, mà chừng nào bơm mìn nó nổ rồi chết thôi. Thì nó có 5 ngàn đó, đồng hồ mấy triệu hả? Mấy con, bây giờ mình có cái đồng hồ rồi mình chết thì sao? Thôi gia đình tôi đợi ở nhà tôi đi nha. Gia đình tôi cũng đợi rồi. Ông sao ông quan trọng gia đình ông hơn cha con tôi? Bây giờ cái đồng hồ này nó để cho hai người canh giờ, thì nào bơm mìn nó nổ thì chết thôi chứ quan trọng lắm. Chết thì đâu có ai biết giờ nào đâu. Đối với cha con tôi là không còn quan trọng gì nữa, là chỉ có chai nước quan trọng thôi. Bây giờ cái đồng hồ này thì nó không quan trọng bằng cái chai nước đâu, tôi nói thiệt đó. Rồi nè, để tôi yên tâm đi, từ từ. Thì chữ cái đồng hồ cho gia đình tôi, nhà mấy người lận mà có một cái đồng hồ. Nè, cái gì nữa? Cái laptop. Tôi cột sạc cho anh luôn đó. Nhà tôi đâu có ổ điện đâu mà cắm. Nhà nghèo, nhà lá, không có điện. Anh đem ra thành phố bán rất là nhiều tiền. Trời ơi, tôi đã nói tôi không cần tiền mà chai nước nó quan trọng. Có đồ thể thao này nè. Lấy cho bà nội chạy tắm biển thì tập thể dục. Trời đất ơi, áo chắc nách của ba tôi nè. Trời ơi, hôi dữ vậy. Quần của mẹ tôi nè, lấy luôn đi. Nè, cầm đi, cầm đi.
cầm đi. Bây giờ tài sản của cha con tôi có gì là nè, cứ lấy hết đi. Trời đất ơi, thiệt á, phụ tôi bỏ vô, con tôi không có cần mấy cái này. Ê, đâu. Ê, nó nghe nè, nãy giờ chưa đưa chai nước á. Từ từ ba, để người ta dọn đồ cái lấy chai nước. Bà, cái mấy người mình đưa hết rồi, mình uống hết chai nước này, mình ăn hết bánh này rồi, lấy gì nữa mình ăn ba? Thì đó, tới đâu tính tới đó đi con. Mày tâm đi, con thông minh lắm, con giấu lại con chuột nè. Ơi, cái này bị thiếu con chuột. Cái laptop này bị thiếu con chuột sao mà xài? Thôi mấy tôi để lại, tôi về nhé. Ô, có con chuột rồi. Ăn hết đi. Ô, có con chuột không đuôi luôn. Hay quá ta. Con chuột không có đuôi luôn. À. Ủa, còn cái cặp này là cái gì vậy? Hết rồi. Đưa tôi chai nước đi, nhanh lên. Bây giờ cho cái cặp đựng luôn cái laptop đi. Nè. Rồi đó, tại tôi quý mấy người, thì tôi thấy hoàn cảnh mấy người đáng thương, tôi mới để chai nước ở lại đó. Đi đi. Thôi, con khát quá, con uống nha bà. Ê mà khoan nè. Hả? Thiệt sự là tôi quý hai người lắm. Tôi chỉ cho hai người chai nước thôi. Còn cái bịch này có tiền nãy mấy người đưa cho tôi trả lại đi. Có tiền hả? Bây giờ chết rồi xài tiền được cái gì nữa. Bây giờ uống nước rồi cho chết đi. Đó. Mà thiệt sự, những lúc hoàn cảnh khó khăn như vậy tôi mới thấy được tình người. Tôi thấy hai người đáng thương lắm. Không mấy bây giờ, để tôi thay mấy người đứng vào cái vị trí này, tôi sẽ đạp lên trái bom này. Thiệt không? Phải. Hai người làm tôi động lòng lắm. Giờ tôi mới hiểu được tình người khi mà rơi vào hoàn cảnh đáng thương như vậy. Ơi. Chú ơi, anh này thiệt là tốt bụng. Chú còn hơn là Bồ Tát nữa. Ừ. Chú như là Tôn Ngộ Không hay sao? Chú giúp đỡ cho người ta. Lấy hết 1 triệu mấy của mình, lấy cái đồng hồ 7 triệu mấy, cái laptop 10 mấy triệu nữa mà. Chứ Bồ Tát vậy ba ơi. Không sao đâu con. Vì tình thương nên tôi mới nhận bây thôi. Bây giờ chú sẵn sàng đạp lên trên mềm này mà. Dạ. Đi đi nè. Còn hũ vàng của ông cố tôi, hai cha con tôi đào đó, lấy luôn đi. Trời ơi, cho tôi luôn hả? Lấy luôn. Đi liền đi. Đi liền đi. Đạp lên đi, tôi mới đi được. Đạp lên tôi mới đi được. Vụ đi ra nổ bánh xác ba đứa chết queo. Đi đi. Ông thầy lấy hũ vàng lại đi. Lấy hũ vàng lại. Rồi để xuống luôn. Rồi đó. Đi đi. Chạy đi. Trời ơi. Hai cha con lên đường bình an nghe. Tạm biệt. Ai ơi. Đi đặt chỗ khác tiếp.